Hello anh chị cô chú nha, chào mừng anh chị cô chú đến với kênh YouTube 5 máy cây. Hôm nay video này Năm sẽ quay cho anh chị cô chú một số sản phẩm về bên ngành chăm sóc mía công ty ở Thái Lan nha anh chị cô chú nha. Đây là một số sản phẩm hôm nay Năm qua đây và làm việc đặt mua một số sản phẩm để về chăm sóc trong cái ngành trồng mía nha anh chị cô chú nhé. Những cái sản phẩm này thì video này thì Năm sẽ quay cho anh chị cô chú về cả cái sản phẩm mà cuốn mắc sắp tới sẽ đưa về. Anh chị cô chú nào quan tâm thì cả alo ngay cho Năm máy cây nhé, theo số điện thoại 0932 567 969. Đấy, đây dàn này là dàn trồng mì trồng mía nha anh chị cô chú nhá. Dàn trồng mía ồ đây này, gôn mắc này, Thân Văn Nghiệp, An Phú, quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh này. Đây ok nha anh chị cô chú nha, uy tín chưa. Hiện tại thì Năm đang có mặt tại công ty sản xuất chuyên sản xuất về các cái loại nông cụ thuộc top của Thái Lan nhá, chuyên về các cái loại nông cụ trong cái ngành mía, ngành mì. Đây là cái lô hàng mà công ty Goldmark đã đặt cho công ty KKK đó. Đây dàn trồng mía, dàn này là dàn trồng hai hàng nhá, hai hàng và khoảng cách giữa hàng này hàng kia là 40 nhá, 40. Bởi vì qua quá trình nghiên cứu thì Năm thấy hiện tại các cái dàn trồng mía ở Việt Nam đang sử dụng thì nó là khoảng cách hàng là 40. Đây Năm sẽ review sơ về chi tiết cái lô hàng mà công ty Goldmark sắp tới sẽ đưa về Việt Nam cho anh chị cô chú nhá. Giá cả thì Năm sẽ báo ở cái video sau, anh chị cô chú nhớ theo dõi. Đây dàn này thì sắp tới sẽ được bàn giao về công ty Goldmark, anh chị cô chú nhớ đón xem nhé, rất là đẹp. Cái này là dàn được phân ra này, cái lu này, cái lu để lu đất, bánh quay này, bánh bơi này, bánh này dùng để cắt cây. Đây hình như là họ có tặng cho thêm một cái nhông này, bởi vì cái này thì thường là sẽ nhanh mòn thì họ sẽ tặng kèm thì phải, hình như là như vậy nhá. Đoán đấy nhá, chứ ít bữa mà không có anh chị cô chú vào ở sao hôm bữa mới kêu có tặng cái nhông, cái này đang đoán thôi nhá, không biết là đã gắn vào chưa. Đây gôn mắt nhá, quá uy tín luôn nhá. Đây nữa đấy, qua và làm việc xử lý luôn, mua hàng là phải vậy đấy. Quá làm việc hai ngày đặt hàng luôn. Đây lên đơn hẳn. À dàn này quên, xin lỗi, dàn này là dàn trồng mì nha anh chị cô chủ nhá, dàn trồng mì nhá, dàn này là dàn trồng mì. Đây màu vàng khá là đẹp. Hello anh chị cô chú nhá. Đấy, Năm máy cây ở bên trong kìa. Đây khá là đẹp, dàn trồng mì. Anh chị cô chú nào ở khu vực Tây Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, các tỉnh như Phú Yên, rồi là Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, chuyên về ngành mì thì alo ngay cho Năm máy cây nhá. Đấy, hàng là có sẵn đấy nhá. Thì một vài ngày tới nữa thì cái lô hàng này sẽ được đưa về giao ở Việt Nam nhé, sẽ cập cảng Việt Nam. Đó, rất là nhiều nha anh chị cô chú nhé. Ở đấy có cái gian gấp mía nè, gian gấp mía thứ năm đang ở bên góc bên kia kìa, vuông mắt luôn này. Đó, rất là nhiều nha anh chị cô chú nhé, rất là nhiều. Anh chị cô chú nào quan tâm thì cứ alo cho Năm máy cây. Đây cái này dàn này thì dàn cũng dàn trồng mía luôn, nhưng mà dàn này sẽ sử dụng cho cái máy lớn hơn, máy khoảng tầm từ 130, 135, 150 mã lực rồi nên phải dùng cái dàn này. Dàn này thì nó sẽ những cái loài mía mà được cắt khúc, khi mà có những cái máy thu hoạch lớn á, cái máy bấm đó nó sẽ cắt khúc ra rồi thì chỉ việc đổ vào đây
đổ vào đây nó sẽ chảy xuống trong luôn. Rõ danh này gian này chỉ dành cho những cái trang trại lớn nhé, cả hàng ngàn hecta thì sử dụng cái gian này, hàng ngàn hecta thì sử dụng gian này nhé. Còn mà gian nhỏ bên kia thì mô hình khoảng tầm 200 hecta, vài chục hecta để sử dụng cái gian bên kia. Đó, bên này là cùng mấy cái gian cơ bản như này, năm có quay. Đây gian này là gian 4 chảo. Quay sơ 4 chảo gian này, gian này là gian 2 trong 1. Vừa cắt cỏ, vừa cày. Vừa cắt vừa cày nhá. Gian này dùng cho việc là khi những cái khu vực mà đất mà hoang hóa, đất hoang hóa nhé, đất sử dụng nhưng mà một thời gian sử dụng cỏ nhiều thì dùng gian này cắt cỏ và lật đất. Đó, còn bên này thì thấy có bánh nè, chà ơi, bánh dưới mà những cái bánh mũ mà bánh lớn đi chơi. Như cái này cái đường kính không phải khoảng tầm 2 mét, đường kính từ bên này qua bên kia khoảng tầm 2 mét, cái này lớn nhất bên kia đó. Ở hôm bữa hình như có Đức quy hợp nhá, ông hỏi cái bánh này mua ở đâu thì ở đây có nhá ông Đức nhá, ông cần gì thì gã lối nhá. Đó rồi, ok, cơ bản là cái video này thì năm quay sơ về cái thông báo cho anh chị cô chú một số cái mặt hàng mà công ty Goldmark sắp tới sẽ nhập về để phục vụ nhu cầu anh chị cô chú trong ngành mía đường nhá. Đó, hiện tại công ty Goldmark thì đang phân phối 8 thương hiệu máy cày ở Việt Nam, trong đó có máy cày Jetter, máy cày Belarus, máy cày Mitsubishi, máy cày Forma, máy cày MF, máy cày New Holland, máy cày Captain. Đó, rất là nhiều thương hiệu máy cày và các cái loại nông cụ, bao gồm nông cụ trồng mía năm vừa mới quay, rồi là nông cụ về làm đất như dàn cày CMT và dàn cày ở bên này nữa. Rồi cái dàn sới, dàn sới thì có hai thương hiệu dàn sới, dàn sới Shaktiman của Ấn Độ và dàn sới Mahindra cũng của Ấn Độ luôn, dàn sới sò đôi. Rồi ngoài các cái nông cụ đó thì bên công ty Goldmark còn phân phối hai thương hiệu lốp máy cày ở Việt Nam nhé, lốp máy cày BKT thương hiệu của Ấn Độ và lốp máy cày Trelleborg thương hiệu Thụy Điển thuộc tập đoàn Yokohama. Anh chị cô chú nào quan tâm thì cứ alo cho năm máy cày để được tư vấn và báo giá nhé. Rồi, ok, bye bye anh chị cô chú, chúc tất cả mọi người thật là nhiều sức khỏe, công việc thật là thuận lợi và gặp thật là nhiều may mắn nhé. Rồi, hẹn gặp lại anh chị cô chú.